thì anh Thức khẳng định là anh không đi nước ngoài, anh ở lại để đem sức lực của mình cống hiến phục vụ cho đất nước. Về cái cuộc gọi thì ngày hôm 30 tháng 6 á, thì anh Thức anh gọi về theo cái tiêu chuẩn hàng tháng, anh gọi về được 5 phút. Thì tháng này anh gọi về anh gặp vợ anh là chị Thoa, là vào ngày 25 tháng 6 vừa rồi, thì có phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Đức vào thăm anh Thức trong trại giam số 6 ở Nghệ An. Thì ở trại giam họ cho phái đoàn thăm anh Thức trong vòng 1 tiếng. Thì họ cũng hỏi về sức khỏe của anh Thức, và anh Thức cho biết là mắt của ảnh đã ổn định và sức khỏe cũng bình thường. Sau đó thì phái đoàn họ có hỏi về nguyện vọng của anh Thức, thì anh Thức khẳng định là anh không đi nước ngoài, anh ở lại để đem sức lực của mình cống hiến phục vụ cho đất nước. Anh muốn cái vụ án của ảnh được giải quyết theo pháp luật. Sau đó thì phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Đức họ cũng nói rằng họ hiểu và họ nể phục cái tinh thần của anh Thức, và họ hứa sẽ theo dõi sát sao và hỗ trợ hết lòng trong cái vấn đề này.